kinh thánh tân ước phúc âm matthea chương một gia phổ đức chúa giêsu christ con cháu david và con cháu abraham abraham sanh isaac isaac sanh jacob jacob sanh juda và anh em người juda bởi thamar sanh phare và sarah phare sanh edrom edrom sanh aram Aram sanh Aminadab. Aminadab sanh Naasson. Naasson sanh Sanmon. Sanmon bởi Rahab sanh Boo. Boo bởi Ruter sanh Obed. Obed sanh Jesse. Jesse sanh vua David. David bởi vợ của Uri sanh Salomon. Salomon sanh Roboam. Roboam sanh Abia, Abia sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Yoram. Yoram sanh Osir. Osir sanh Yotam. Yotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasseh, Manasseh sanh Amon, Amon sanh Yosia. Yosia đang khi bị đài qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Khi đã bị đài qua nước Babylon thì Jechonia sanh Salathien. Salathien sanh Sorobaben. Sorobaben sanh Abiuk. Abiuk sanh Eliakim. Eliakim sanh Aso a san sanh shadok san sanh achim achim sanh eliuk eliuk sanh eleasa eleasa sanh ma thang ma thang sanh jacob jacob sanh joseph là chồng Mary, Mary là người sanh đức chúa Giêsu gọi là christ như vậy từ abraham cho đến david hết hãy có mười bốn đời từ david cho đến khi bị đày qua nước babylon cũng có mười bốn đời và từ khi bị đày qua nước babylon cho đến đấng christ lại cũng có mười bốn đời và sự giáng sinh của đức chúa Giêsu christ đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho joseph song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chim bao mà phán rằng, Hỏi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi đức thánh linh người sẽ sinh một trai người khác đặt tên là giê xu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Jesus.